Phước Huyền mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 3 là ngày đầu mùa xuân tại châu Âu. Nhưng với người dân Ukraine, mùa xuân vẫn chưa đến khi chiến dịch quân sự của Nga tại nước này đã bước sang ngày thứ 6 và giao tranh vẫn tiếp diễn. Sáng nay 1 tháng 3, chính quyền Ukraine thông báo nhiều thường dân tại thành phố Kharkiv đã thương vong sau khi có nhiều hỏa tiễn bắn vào thành phố này. Ukraine quy trách nhiệm cho quân đội Nga, dù quân đội Nga luôn nói rằng chiến dịch quân sự không nhắm vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Trong khi đó, Nga tiếp tục nhận thêm những tin xấu về ngoại giao và kinh tế. Phương Tây áp dụng thêm các biện pháp cấm vận và nhiều hãng dầu khí lớn đã công bố việc rút toàn bộ hoạt động khỏi quốc gia dầu mỏ này. Trúc Huỳnh xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mới nhất về chiến trường Ukraine vừa được Báo Thanh Niên cập nhật. Một đoàn xe quân sự lớn của Nga đang hướng tới Kiev hôm 1 tháng 3 sau khi hỏa tiễn bay vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai, làm một số dân thường thiệt mạng đang gây nhiều lo lắng. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang ở ngày thứ 6. Trước sức kháng cự mạnh mẽ, Nga hiện chưa chiếm được thành phố lớn nào của Ukraine. Ảnh vệ tinh do công ty Maxar cung cấp cho thấy đoàn xe tăng và xe nhiên liệu nối đuôi trên một đoạn xa lộ dài hơn 60 km hướng tới Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người được cho là vẫn ở lại thủ đô Kiev, tuyên bố phòng thủ chặt thành phố này trước quân Nga. Giới chức Ukraine xác nhận 70 binh sĩ thiệt mạng do hỏa tiễn Nga trong một thị trấn giữa Kiev và Kharkov. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh hôm 1 tháng 3, đà tiến quân của Nga rất chậm trong 24 giờ trước đó, có lẽ do khó khăn về hậu cần. Hôm 28 tháng 2, một vụ tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine với 1,5 triệu dân, đã gây thương vong cho dân thường. Ukraine quy trách nhiệm cho quân Nga. Đại sứ Ukraine tại Mỹ cáo buộc Nga dùng bom chùm và vũ khí nhiệt áp tại khu vực dân cư, tuy nhiên Mỹ nói không xác nhận thông tin này. Nga đến nay không công bố thiệt hại trong các cuộc giao tranh, nhưng hình ảnh từ Ukraine cho thấy nhiều xe tăng cháy và thi thể binh sĩ Nga. Quân đội Ukraine nói hơn 5.700 lính Nga đã thiệt mạng, nhưng con số này không thể được xác thực. Quân đội Nga hôm 28 tháng 2 nói số thương vong của mình thấp hơn nhiều so với thiệt hại của Ukraine. Hãng tin Interfax hôm 1 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu. Interfax dẫn lời ông Shoigu nói rằng mục tiêu chính của Moscow là bảo vệ Nga trước các đe dọa do phương Tây tạo ra. Ông cũng nói rằng Nga không muốn chiếm lấy lãnh thổ Ukraine. Theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, hơn 500.000 người Ukraine đã phải sơ tán, gây ra cuộc khủng hoảng lớn khi vẫn còn hàng nghìn người đang chờ đợi tại các cửa khẩu để sang các nước châu Âu. Nga đang chịu sức ép cấm vận lớn từ phương Tây sau khi Tổng thống Vladimir Putin hôm 24 tháng 2 công bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt với mục tiêu theo ông Putin là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Trong những trừng phạt mới có lệnh cấm vận của Mỹ và đồng minh đối với Ngân hàng Trung ương Nga nhằm đóng băng dự trữ ngoại hối lên đến 630 tỷ đô la Mỹ của nước này, ba công ty dầu khí lớn là Shell, BP và Equinor đã tuyên bố sẽ rút hết các hoạt động tại Nga. Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột ở Ukraine không chỉ nóng trên chiến trường, quyết liệt trên bàn đàm phán mà còn thể hiện sự căng thẳng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Là nước đã khởi xướng chiến dịch quân sự này, đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra những lý lẽ gì? Xin mời quý vị cùng xem đoạn video clip sau. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 28 tháng 2, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói rằng hành động đưa quân của Nga đến Ukraine đang bị bóp méo. Ông khẳng định quân đội Nga không gây đe dọa với dân thường và không nã pháo vào khu vực dân sự. Nga gọi hành động quân sự ở Ukraine là chiến dịch đặc biệt, không nhằm chiếm lãnh thổ mà để phá hủy năng lực quân sự và bắt giữ những người mà Nga cho rằng theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Đại hội đồng đã triệu tập cuộc họp khẩn từ ngày 28 tháng 2 trước khi bỏ phiếu ngày 2 tháng 3 nhằm kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự và rút quân khỏi Ukraine. Một dự thảo nghị quyết trước đó vào hôm 25 tháng 2 đã bị Nga phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, không có quốc gia nào có quyền phủ quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và giới ngoại giao phương Tây dự kiến nghị quyết sẽ được thông qua với ít nhất 2/3 phiếu ủng hộ cần thiết theo quy định. Các nghị quyết của Đại hội đồng dù không mang tính ràng buộc nhưng có trọng lượng về chính trị. Mỹ và các đồng minh xem hành động tại Liên Hợp Quốc là dịp thể hiện rằng Nga bị cô lập vì có hành động quân sự với Ukraine. Dự thảo nghị quyết đã có ít nhất 80 bên ủng hộ. Dự kiến đại diện hơn 100 nước sẽ phát biểu trước khi Đại hội đồng bỏ phiếu. Cũng vào hôm 28 tháng 2, đối thoại về ngừng bắn giữa Nga và Ukraine thất bại do không đạt đột phá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tiếp tục bắn vào các thành phố Ukraine trong khi cuộc đàm phán đang diễn ra và đây là điều không thể chấp nhận.
Thưa quý vị và các bạn, Ukraine trong những ngày qua đã rất tích cực kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng thế giới để đương đầu với Nga. Như quý vị cũng đã theo dõi trong phần trên, thì Ukraine cáo buộc Nga đã phóng hỏa tiễn vào thành phố Kharkiv, gây nhiều thương vong cho dân thường. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi thêm thế giới có hành động. Đó là gì? Thì Trúc Huỳnh xin mời quý vị cùng xem video sau. Hôm 28 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đã đến lúc phương Tây cân nhắc áp đặt vùng cấm bay đối với tên lửa, máy bay và trực thăng của Nga. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Nga bị cáo buộc phóng rocket vào thành phố Kharkiv của Ukraine. Ông Zelensky không nêu rõ vùng cấm bay sẽ được thực thi như thế nào. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, Nga đã phóng 56 rocket và 113 tên lửa hành trình trong vòng 5 ngày qua kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Ông cáo buộc Nga đã tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine trong vòng đàm phán đầu tiên với các quan chức Ukraine tại Belarus hôm 28 tháng 2. Ông nói, chúng tôi không chấp nhận những chiến thuật như vậy. Cuộc đàm phán công bằng xảy ra chỉ khi một bên không tấn công đối phương bằng rocket ngay tại thời điểm đàm phán. Chiến dịch quân sự Ukraine dường như đang gây cho Nga khá nhiều khó khăn. Những cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến nổ ra ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế cũng đã bắt đầu có những hành động để bày tỏ sự phản đối. Mới đây nhất là quyết định chia tay với cường quốc dầu mỏ Nga của nhiều đại gia trong lĩnh vực năng lượng. Một công ty dầu mỏ lớn khác đang rút khỏi Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Ngày 28 tháng 2, hãng dầu Shell đã theo chân hai hãng lớn BP và Equinor thông báo kế hoạch rút khỏi quốc gia giàu dầu mỏ này. Shell cho biết quyết định rút khỏi liên doanh với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga sẽ dẫn đến thiệt hại tài chính. Tính đến cuối năm 2021, công ty dầu mỏ của Anh có khoảng 3 tỷ đô la Mỹ tài sản dài hạn trong các liên doanh ở Nga. Chúng tôi rất sốc trước thiệt hại về nhân mạng ở Ukraine. Shell cũng sẽ ngừng tham gia vào hoạt động của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 chạy ngầm dưới biển Baltic nối giữa Nga và Đức. Shell đã cam kết cung cấp tài chính lên đến 10% cho chi phí của Nord Stream 2. Tuần trước, Đức đã tạm dừng dự án này. Các công ty thương mại Nhật Bản Mitsui và Mitsubishi sở hữu cổ phần trong các dự án của Gazprom cho biết họ đang xem xét thông báo của Shell. Họ cũng nói rằng sẽ xem xét tình hình với chính phủ Nhật Bản và các đối tác cho dự án. Quyết định của Shell được đưa ra một ngày sau khi tập đoàn đối thủ BP thông báo bán 19,75% cổ phần trong tập đoàn Rosneft của Nga. Tập đoàn Equinor của Na Uy ngày 28 tháng 2 cũng thông báo sẽ rút khỏi các dự án hợp tác tại Nga. Tài sản lâu dài của Equinor tại Nga tính đến cuối năm 2021 trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, sau khi Mỹ và các nước phương Tây đồng loạt áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới lên các ngân hàng ở Nga đã khiến cho thị trường chứng khoán chao đảo và lao dốc. Nhưng ở chiều ngược lại, Bitcoin lại đang tăng giá, trở thành minh chứng cho nhận định lâu nay rằng tiền điện tử sẽ được ưu tiên trong trường hợp có xung đột quân sự. Trúc Huỳnh xin mời quý vị cùng xem đoạn video sau đây. Trong khi thị trường chứng khoán lao dốc, giá tiền điện tử đã bất ngờ tăng mạnh hôm 28 tháng 2. Sau khi Mỹ và một số đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với ngân hàng trung ương Nga. Các biện pháp cấm vận do Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lên ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư quốc gia của Nga có tác dụng đóng băng tài sản của các tổ chức này và cấm giao dịch với các tổ chức tài chính Nga. Động thái này ngay lập tức khiến giá trị Bitcoin tăng 17,4% lên 43.200 đô, trong khi Ether tăng 7,6% lên 2.826,54 đô. Điều này cho thấy Bitcoin cũng như các đồng tiền điện tử khác dường như đang được ưu tiên sử dụng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Theo công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử Kaiko, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, các giao dịch trên sàn Bitcoin tập trung bằng hai đồng tiền Nga và Ukraine đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Nhà nghiên cứu Michael Rinko tại AssetX nói, cuộc xung đột làm nổi bật tầm quan trọng của tính chất không biên giới và chống kiểm duyệt của Bitcoin. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải là lý do tiền ảo tăng mạnh. Theo ông, sự gia tăng bất ngờ hôm 28 tháng 2 của tiền điện tử phản ánh việc tăng lãi suất và lạm phát có thể tăng mạnh trong bối cảnh chính trị không ổn định. Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết chính phủ Ukraine đã quyên góp được hơn 10 triệu đô tiền điện tử tính đến ngày 27 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các nỗ lực kêu gọi đàm phán và tìm giải pháp để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, thì các quốc gia phương Tây vẫn cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine về vũ khí, trang thiết bị quân sự nhằm giúp quốc gia này tăng thêm khả năng chiến đấu. Chính phủ Úc hôm 1 tháng 3 nói sẽ cung cấp thêm tên lửa chống tăng cho Ukraine. Tuy nhiên, thông tin gây xôn xao nhất trong vài ngày qua là việc một số nước châu Âu có thể sẽ cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Tài khoản mạng xã hội của Quốc hội Ukraine nói rằng nước này sẽ nhận được đến 70 máy bay chiến đấu để đương đầu với Nga. Khả năng điều này xảy ra trong thực tế là như thế nào? Trung Huỳnh xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Những ngày qua trên các mạng xã hội bao gồm tài khoản mạng xã hội chính thức của Quốc hội Ukraine đã thông báo rằng Ukraine sắp nhận được 70 chiến đấu cơ được gửi từ các quốc gia ở châu Âu. Các chiến đấu cơ này dự kiến nằm trong gói hỗ trợ khí tài quân sự mà các nước châu Âu cam kết sẽ giúp đỡ Ukraine. Theo đó, số chiến đấu cơ thời Liên Xô cũ này sẽ được gửi đến Ukraine nhằm củng cố sức mạnh quốc phòng của nước này khi đương đầu với chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành. Một số nguồn tin khác cho biết các phi công của Ukraine hiện tại đang ở Ba Lan để được hỗ trợ việc chuyển giao các máy bay chiến đấu. Thông tin này xuất phát từ ông Joseph Borrell, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU vào hôm 27 tháng 2. Ông nói rằng châu Âu sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu cho Ukraine và đó sẽ là loại mà không quân nước này đã và đang vận hành để có thể đưa vào chiến đấu nhanh hơn. Như vậy, các lựa chọn khả dĩ nhất mà các quốc gia châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine có thể là các máy bay tiêm kích MiG-29 hoặc máy bay cường kích Su-25 có trong quân đội của Ba Lan, Slovakia và Bulgaria. Tuy nhiên, theo tờ Politico, một phát ngôn viên của Liên minh châu Âu đã ngay lập tức phải nói rõ rằng bất kỳ việc chuyển giao máy bay chiến đấu nào cũng đều phải được các quốc gia có liên quan chấp thuận và tuyên bố chính thức. Cũng theo tờ Politico, các đại diện của chính phủ Ba Lan và Slovakia đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Còn chính phủ Bulgaria đã bác bỏ hoàn toàn ý tưởng gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Vì vậy, chưa chắc chắn là các quốc gia nêu trên sẽ hỗ trợ máy bay cho Ukraine. Con số 70 máy bay cũng gây nghi ngờ vì số lượng này tương đương với tổng số máy bay MiG-29 và Su-25 còn hoạt động trên khắp các nước Ba Lan, Slovakia và Bulgaria. Và con số thực tế có thể còn thấp hơn nữa. Năm 2021, một chiếc MiG-29 của không quân Bulgaria đã rơi xuống Biển Đen, nhưng có thể số liệu chưa được cập nhật. Ông Steve Tribble, biên tập viên quốc phòng của tuần san Aviation Week, viết trên Twitter rằng nếu quả thực Ukraine được nhận 70 máy bay, thì chẳng khác gì lấy đi toàn bộ lực lượng không quân của cả Bulgaria và Slovakia. Cả ba nước Ba Lan, Slovakia và Bulgaria đều trong quá trình thay thế chiến đấu cơ thời Liên Xô cũ, nhưng sẽ còn cần thêm nhiều năm nữa mới có thể thay thế hoàn toàn các phi đội này. Trong khoảng thời gian đó, các nước trên khó lòng tự làm suy yếu năng lực không quân của mình. Một câu hỏi khác nữa là, liệu NATO có cần phải loại bỏ các thiết bị nhạy cảm khác trong các máy bay trước khi giao cho Ukraine hay không? Nếu làm vậy, có thể làm phát sinh những trở ngại kỹ thuật cho máy bay. Một phương án khác đó là mang các chiến đấu cơ cũ ra đại tu, tái sử dụng, nhưng điều này sẽ rất tốn thời gian. Vì vậy, vẫn còn phải chờ xem liệu Ukraine sẽ nhận được các máy bay chiến đấu nào từ các nước châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chiến sự đã qua đến ngày thứ 6 và hai bên Nga-Ukraine đã có một cuộc gặp đầu tiên trong nỗ lực đàm phán để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, kết quả đạt được đến thời điểm này thì cũng chưa có gì hứa hẹn. Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình mà như giới lãnh đạo nước này nói là sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhưng trong cảnh bom đạn, sinh mạng của dân thường đang bị đe dọa từng ngày từng giờ. Trong những ngày tới, liệu hai bên có tìm được điểm chung để chấm dứt cuộc chiến? Những diễn biến mới nhất về tình hình giữa Nga và Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như là nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Trúc Huỳnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên đề tiếp theo của Báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.